tại mấy con kia là đời cao, máy móc gì nên bảo hành 1 năm hết nha. Hello, xin chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với channel Chợ Bình Dương 24 giờ. Thì hôm nay mình lại quay cập nhật con là biết đời mới về anh chị và bạn ha. Kèm theo đó là một số dòng xe cũ ha. Địa chỉ vẫn là 510 Nguyễn Tri Phương, phường An Bình, Dĩ An, thành phố Dĩ An, Bình Dương ha. Thì cũng có mấy anh trai xem mến ủng hộ này. Có anh bảo là gì ta? Có mấy anh trai đi kia bảo cặc thì sao bán được. Tất nhiên là tiền nào của nó anh em. Khi mà anh em tới đây thì đây con xe anh mua là con Nvis này anh em. Bao đẹp rỉ cho anh em ha. Anh ở Bình Phước anh xuống luôn á. Rồi thì đồng hành với điều mình hôm nay thì con Phi sẽ hỗ trợ giới thiệu cho anh chị bạn ha. Xin chào anh chị em nha. Đó, hôm nay em cũng có về là một số xe mới và một số xe cũ sẽ lay cho anh em mình xem. Và anh em nào muốn mua những cái con xe nào thì có thể là từ các bạn Zalo đó, muốn tìm xe gì á bên em sẽ chụp hình ảnh gửi chi tiết cho anh em mình xem. Tại vì là cái nhà mình rất là chật, hôm nay là thợ chưa có vô đủ nên là một số xe mình bỏ trên kho nữa. Đó. Còn hôm nay nói chung là góp thì cũng như mọi ngày, ví dụ góp anh em mình trả trước tầm vài triệu đồng. Bên em có thu mua trao đổi các loại xe để bán sử dụng. Anh chị em mình chỉ cần cọc cho cửa hàng tầm 2 triệu đồng là bất cứ con xe nào trong cửa hàng cũng vẫn được, cọc 2 triệu. Bên em sẽ xếp xe gần nơi mình ở, anh em mình ra nhận xe và thanh lý số tiền còn lại cho bên nhà xe nha anh chị em. Và tặng kèm cho anh em mình đó là nhớt và mũ bảo hiểm xe máy. Đó. Còn bên em máy móc là cam kết bảo hành cho anh em mình 1 năm nha. Đó. Con này nói về. Anh em nào coi xe gì thì đem tới trao đổi luôn nha. Ví dụ anh em mình mà thấp hơn thì bù cho cửa hàng, mà cao hơn thì mình cửa hàng bù ngược lại nha. Xe này thì bơ xích thái nha anh em. Mình nhập 3 cục à. Mình mới lột keo ra đỡ mình rửa ráy cho anh em nha. Mình mới lột keo nè anh em. Xe này mình bán đâu tranh chấp nha, cho những anh em hay những ông chú nào đi là ơi ba luôn nè. Đó, xe biển số cũng khá đẹp nè. Đó, 379 là hết bài. Đây là xe nhập đúng chính cống nhập luôn nha. 20 đó, tem con rắn con chuông đầy đủ hết. Remote là còn chi chít luôn nha anh em. Đó. Xe này không có gì phải tải máy móc gì anh em hết. Con này bán cho anh em mình với giá là 28.500.000. 28.500. Đó, máy móc em bảo hành cho 1 năm luôn nha anh em. Cái bên này có con basic nữa nè. Trong nhà thì còn nhiều lắm nha mọi người. Trời, tại bên này giờ mình quay không kịp. Đó. Bây giờ là bên đây là một con basic nè, cuối 2015 nè, điện 36 nè. Con này thì anh bán cho anh em mình với giá là 30 triệu đồng nè. 30 triệu. Đó, quá mới luôn. Cái này thì mới gửi xe vô đỡ em lâu em chùi rồi nha anh em. Có remote đồ của nó đầy đủ nè. Đầy đủ hết. Đó. Ủa xe anh em thao. Quay Enfair này thì 14 triệu đồng nha anh em ơi. 2020 nha. Đó, biển số là 37 người An. Bất kinh. Nói chung là bên em là xe nói chung là cũng xe lướt không nha anh chị em. Tiền nào của đó nha. Nhiều khi anh chị em mình thắc mắc là ủa sao là mắc hơn những cái hàng khác. Tại vì xe em là mua là dạng hàng xe lướt. Bán nữa anh em mình còn giới thiệu về sau anh em mình tới mua. Và đây là một con Admiral King 2018 biển số 8 Kiên Giang, 23 triệu đồng nha anh em. Và đây là một em quay Black 2021, em bán 12.900.000 biển số 82. Cũng tâm. 36 Thanh Hóa nè, con này 17.500 là đời 2017 nè, xe này rất đầu nha. Máy móc bao em, bảo hành khoảng 1 năm cho anh em mình luôn. Rồi, siêu rút xanh cơ. Con này là 2019 nha anh em, biển số là 78 Phú Dương, 11 triệu đồng. 11 triệu. Đó. RC. Con này là đời 2021, biển 93 Bình Phước nha anh em, 13.700.000 đồng. Rồi, Future. Future này thì 15.900.000 nha anh em, đời 2015 nè anh em, biển số 36 là chính chủ luôn nha. Phun sang điện tử với móc zin, bảo hành 1 năm. Rồi, Jupiter. Con này là 2019, em bán với giá là 16.500.000 đồng. Và bên đây là Sirius FE cuối 2017, 11.500.000 đồng cho anh em mình luôn. Ok, Nvis màu đỏ đi. Con này thì 125 nha anh em, bán cho anh em mình với giá là 20.700.000 đồng nha anh em. 20.700.000 đồng. Có bếp ghe luôn nha. Xe khá đẹp luôn. Nói chung là quay cho anh em. Anh em nào muốn mua quen phe thấp hoặc là Sirius là thấp mình cũng có nha, tầm 10 triệu hoặc là 11, 12 vẫn có nha. Các bạn Zalo em gửi cho, tại vì là một số xe nhỏ bỏ anh kho chưa có lôi về được. Rồi biểu bật máy bóng điện trong tường này luôn em. Bật máy bóng điện lên em ơi. Rồi máy em này. Em Janus này là đời 2022 nha anh em, phiên bản mới nhất của con Yamaha. Số 61 Bình Dương mình luôn nè. Con này em bán cho anh em với giá là 22.900.000 đồng. Ok.
Grander này 2000 cây. Grander này là đời 2019 nha anh em, có chìa biển 61 Bình Dương, 28 triệu đồng. Rồi. Vario. Vario biển số 73 Quảng Bình nè, em bán với giá là 35 triệu 500 nè, cuối 2021. 150. 150 này biển số 13 Tiền Giang nha anh em. Con này là 150. Đời 2019, chạy 1.600 cây, em bán cho anh em mình với giá là 56 triệu đồng nha anh em, tiền nào của đó luôn. Novit nữa này. Novit này là biển số là 83 Sóc Trăng. Con này là 125 nha anh em, màu tím bạc, em bán với giá là 21 triệu 500 nghìn đồng. Rồi, con màu xanh. Con này là 2020, khối bếp ga, biển 60 Đồng Nai, mình bán với giá là 28 triệu 500 nghìn đồng. Tiếp tục xanh DB. Biển số là 38 Hà Tĩnh, đời cuối 2018, em bán cho anh em mình với giá là 24 triệu 900 nghìn đồng. Em trong cùng là biển 68 Kiên Giang 33818, em bán cho anh em mình với giá là 27 triệu 800 nghìn đồng. Màu mới bên này hết luôn à? Màu mới hết rồi, mở bán hết rồi. Rồi, tiếp tục. Con này là 2019 nha anh em, áo bọc keo nguyên con, biển số là 69 Cà Mau 53615, em bán cho anh em mình với giá con này là 27 triệu 900 nghìn đồng. Rồi, màu trắng đen. Trắng đen này là bán cho anh em với giá là 21 triệu đồng nha anh em. Biển số 3 Tiền Giang nè, 18349 nha anh em. Đó, 125 khối bếp ga. Bên em tất cả là khối bếp ga chứ không có khối chìa nha. Con này mới về luôn anh em, biển 70 Tây Ninh 47940 155 2018, em bán cho anh em với giá là 25 triệu đồng. Ok. Đó, tiếp đến bên này là Winner V1 luôn anh em ơi. 21 triệu đồng nè, đời 2019 luôn nè. Đấy, cắt đó. Lên đường. Lựa cọp mà mua không à, khó suy nghĩ. Tiếp đến bên là Winner ABS 24 triệu 500. Hồ sơ cầm tay. Con ẹt này là 30 triệu đồng luôn cho anh em mình nè, biển số 36 Thanh Hóa nè. Và bên này là con Ly, đời 2020, biển 93 Bình Phước, 28329, số tiến. Em bán cho anh em với giá là 33 triệu 500 nghìn đồng một xe. Rồi, bên này, bên này. Tiếp đến bên này là một con RX 2022, biển 38 Hà Tĩnh nha anh em. Con này thì có 2.001 cây thôi, em bán cho anh em mình với giá là 20 triệu đồng. Rẻ hơn sao mới là tầm 8 triệu đồng nha anh em. Ok. Quay Black. 13 triệu 500 nghìn đồng nè anh em ơi, 2019. Subaru FE 14 triệu 300 nghìn đồng nè, biển 48 Đắk Nông 2021. Và bên đây là biển 70 Tây Ninh 2021, 18 triệu 500 nghìn đồng cho anh em mình luôn, 6.000 mấy cây. Rồi, tiếp tục Subaru. Biển 59 Thành Phố nè anh em. Con này em bán cho anh em với giá là 13 triệu đồng, 2019. Rồi. Vision, biển số là 75, màu đen nha, đen bóng nè. Con này bán cho anh chị em mình với giá là 12 triệu 500 nghìn đồng. Rồi, Subaru. Subaru này là 12 triệu 900 nha anh em, biển số 84 Trà Vinh, cuối 2019. Tiếp tục rồi. Tiếp đến là một con suy rút bánh kiển, vô đồ chơi khá là nhiều nha anh em, biển 95 Hậu Giang 93842, em bán với giá là 17 triệu 500 nghìn đồng. Rồi, Future. Future là 25 triệu 500, bao ký giấy cho anh em mình luôn nha, biển số 61 Dị An Bình Dương 24767 đang nhám. Tiếp đến là một con suy rút 2023, biển 36 Thanh Hóa, em bán cho anh em mình với giá là 16 triệu 900 nghìn đồng nha anh em. Xe này không có gì phải mi tả hết, 600 cây số thôi. Jupiter 2020, 19 triệu đồng, màu cũ nha anh em. Rồi, con bên này thì... Con Raider 2021, biển 38, vô đồ chơi cũng khá nhiều, em bán cho anh em với giá là 31 triệu đồng. Và em Sonic là 31 triệu 900 nghìn đồng, hay cuối 2019 nè, biển 70 Tây Ninh. Đó. Tiếp tục con ơi. Rider này ốp áo xe chia, biển 38 luôn, 2020, mình bán với giá là 30 triệu 500 nghìn đồng. Sugar D. Sugar D 19 triệu 500 một cặp nha anh em, biển 61 Bình Dương, và biển 21. Đó, đời 2018. Ad hôm nay mình bán tiếp tục là cho anh em 16 triệu 900 một xe. Bốn con màu xanh. Đầu tiên là con 72 và 71, 93 và 49. Đó. Còn con này hồ sơ cầm tay thì 19 triệu đồng. Nói chung là rất là nhiều xe nên anh em mình kết cái dòng nào thì alo em nha. Này như Versys nè. Đó, một đời chủ luôn. Con này thì em bán cho anh em mình với giá là 23 triệu 500 nha anh em. Đó, bọc keo nguyên con. Nhiều luôn. Bọc keo nguyên con là cái máy này sát thủ luôn nha anh em.
đời đầu thôi, không có giấy phụ tá hết nha. Máy móc sơn chân, cứ nhìn cái chai đen là biết nó độ mới uy tín rồi, chạy ít hay chạy nhiều rồi. Em nãy nhìn có một con màu tương tự nhưng mà con kia thay nhập thái khác nha. Đó. Rồi con bên này. Con này là Bersit nè, đời 2015 luôn nè. Đó. Cái này thì nó đang thiếu gọc bình đi, đêm đang mua 2014. Con này thì em bán cho anh em mình với giá là 28.900.000 đồng. 8.900. Quá mới luôn. Ok. Đó, rút hồ sơ thì phí 1.500.000. Jupiter đi em. Jupiter 18.500 nha anh em, 2018, áo như lọt keo như mới. Đó. Nhiều khi anh em mình cứ thắc mắc hỏi là sao con xe này nó mắc. Đó, tiền nào của đó thôi nha anh em. Ra chơi với mẹ đi, đâu ngoài phim xíu vô. Thì anh em nhìn đi, ở đây là toàn mấy con xe gần như mới luôn á. Theo mình đánh giá là gần như mới. Nên khi mà mua rỉ hơn so với, tại vì xi số nó cũng chả nhiều lắm đâu. Tiếp đến là một con Ed 1 càng đời 2005. Xe này có dọn cái máy lại rồi, chạy rất là phê nha anh em. Đó, bán với giá là 38 triệu đồng, biển số 69 Cà Mau. 38 triệu. Đó. Rồi, đã đưa áp áo xe chia. Con này là biển 61 Bình Dương đời 2021, 31 triệu đồng nha anh em. CFI biển 94 Bạc Liêu đời 2022, chạy có 1.000 cây, con này em bán với giá là 15.800.000 đồng. Biển này là 61 Bình Dương đời 2022, mâm đĩa em bán với giá 17.500.000 đồng. Rồi, quay về lắc 15 năm nè anh em ơi. Biển 60 2022 đó, quá mới luôn, không có gì phải tả nha. Và cặp bên trong cùng là một cặp future đèn led. Một con là biển 66 Đồng Tháp 23 triệu và con 38 bánh mâm thân đĩa là 23 triệu đồng luôn nha anh em. Ok. Đó. Rồi. Con này Ed. Con Ed bên này là xuống áo, con này thì 19.500.000 đồng. Em này thì 20.500.000 đồng. Còn ba em này thì nói chung là một càng xuống áo hết, máy móc zin. Biển số 75. Và cặp này là 93 Bình Phước là 32 triệu đồng nha một xe nha anh em. Full đồ mới xếp bạch hết nha, đi bánh mâm racking boy. Đó. Vào bên trong. Thôi mình qua bên kia rồi chút ở bên đây em nên dọn sơ. Tiếp đến bên đây là một con Vision nè. 2021 khối chia. Em bán với giá là 26.500.000 đồng. 26.500. Đó. Và bên đây là ba con Ed 155. Con đầu tiên là 34 triệu đồng 2022, 400 cây. Con này thì khối chia. Biển 36 Thanh Hóa. Và bên đây là một con màu đen. Ad màu đen nhám, khối bếp ga biển 76, 35 triệu khối bếp ga. Và em bên này là 83 sóc trăng, 35 triệu. Đặc quyền em FPZ này thì nó hơi nằm trong này, nó hơi phốt chiếu. 23 triệu đồng cho anh em mình luôn. Đời 2016. 3 triệu thôi. Xe nhập Indo. Đó, chạy xe này thì nó sướng lắm anh em ơi. Máy móc rất là nhẹ FZ nha. 150 nha mọi người. Biển 47. Đó, đời 2016 chạy bao phê bao tơ, máy móc bảo hành 1 năm. Rồi, dọn bên kia đi tí ơi. Dạ. Kéo con Bersit ra bật điện bên đó đi chút quay đi. Rồi, Vario này là đời 2022, hồ sơ cầm tay. 45 triệu đồng nha anh em, 2.000 cây. Rồi. Con này là một con Vario 125 2020 biển 94 Bạc Liêu, em bán anh em với giá là 32.500. Và em này là 36.500 bao ghi giấy biển thành phố nha anh em, 59D2 79912. Hai chìa móc kiến đầy đủ. Còn dao động bên này là 150 đời 20 tới 221, tầm dao động từ là 42 triệu đến 44 triệu nha anh em. Và riêng em trong cùng là 125 phiên bản đặc biệt mâm vàng tem. Con nó em bán cho anh em với giá là 35.900.000 đồng. Ok. Đó. Con Ad đó thì bên này thì có con Ad này nè, biệt sâu lắm Cần Thơ 59049 nha anh em, 2020. 29.500.000 đồng. Rồi. Bên này là Ad 1 càng. Đời 2011, máy móc zin nha. Áo xế bịch với là tem mới xế bịch luôn, tem zin luôn. Con này là biển 15 Hải Phòng. Hồ sơ thêm phí 1.500.000 nha anh em. Còn em bán con này là 19.500, máy móc zin bảo hành 1 năm. Rồi, tiếp tục Ad 150. Con này là 18.900.000 đồng luôn nè, 150, bị sâu 9 Cà Mau. Đó, máy móc zin bảo hành 1 năm. Và bên đây là một con Vinder X 2021 nha anh em, biển 36 nha. Con này có đi bi cầu cũng khá đẹp. Đó, có độ thêm cái tay con trợ lực khá đẹp luôn. Đó, cặp này thì nói chung là vô hết là hết 60 triệu rồi. Con này biển 36 nha, em bán cho anh em với giá là 24.500.000 đồng thôi. Con này là biển 66 Đồng Tháp nha anh em.
đó, 26.500. Và con sơ bé bên này là 22 triệu đồng nè, biển số 6 Đồng Tháp nè, đời 2020. 22 triệu đồng nha anh em. Con màu đỏ bạc. Nói chung anh em là mua con nào thì có gì liên hệ em nha. Màu đen bao nhiêu? Màu đen đó thì 25 triệu đồng, ABS bán xẻ cho anh em mình luôn, 2020, biển 70 Tây Ninh. Rồi, hồi nãy mình thấy có cái bạn nào mà nhắn tin cho mình hỏi SH này. SH hiện tại bên kho mình sẽ bỏ cho anh đấy hai con, mình báo con này trước. Con này là biển số là 59 ký giấy nè. Cuối 2015 150. Con này nếu anh bên anh có nhận ốp áo không? Có chứ, con này anh em nào muốn ốp áo thì mình ốp áo cho anh em mình luôn nha. Không bao nhiêu tiền nữa? Ốp áo vô cái con tầm 7 8 triệu ốp áo luôn anh nha anh em. Anh tính tổng hết là bao nhiêu vậy? Đó. Nãy mình thấy có cái chị gì đó đang hỏi con này. Không, cái chị nào mà nếu mà ấp áo thì nó khác, mà ấp mâm vô hay phuộc nữa nó khác, tính giá khác. Đó, với cụ dụ anh chị mình ấp áo thì tầm 60 triệu nha. Đó, còn muốn mâm phuộc thì mình tính thêm nha anh chị em. Đó, mình ấp áo không được, mình đi cho đẹp được rồi. Cái này giá nhiêu anh? Cái con này mình bao ký giấy cho anh em mình luôn là 55 triệu nè, bao ký giấy nha anh em, 150 nha, không bếp ga nha, chứ không phải có chia nha. Hiện tại em có một cặp xe 125. Đúng không? Đúng rồi. 150 hả? Con này 150. Đó, bao cái giấy nha, biển số thành phố 59 cái giấy luôn nha anh chị em. Em đang đứng ủy quyền lần đầu luôn á. Đó, tại vì mấy cái xe ký giấy là ký với cửa hàng đợi mình dỡ bán. Còn một cặp Berger, còn một cặp SH 125 nữa. Đó, nói chung thì một con thì mình bán với giá là 57 triệu, một con 63 triệu nha anh em. Đời 27-29. Thôi ra. AB. Con này là biển 66 Đồng Tháp nè, 19 triệu 500 nè. Con Mio Thái nha anh em, biển số là 59X nè. 53647 biển thành phố ngay chỗ cái giấy luôn. Em đang đứng người quyền 3800 cây. 22 triệu bao cái giấy. Một con ẹt bên lộn con Benelli FE 2020 phun xăng điện tử nè, 150 phun xăng nha, biển 47 18 triệu 500 000 đồng thôi nha anh em. Đó, mua và sử dụng luôn. Em này là Mekin biển 83 Sóc Trăng, 31 triệu đồng 2020. Quá mới luôn, tiền nào thì của đó thôi. Tiếp đến là ba em Winner V1. Ba con xe Winner V1 là đời 2019 hết nha anh em. 22 triệu một xe cho anh em mình luôn nè. Con đầu tiên là vàng đen biển 93 Bình Phước. Con thứ hai là đen nhám biển 47 Đắk Lắk. Và con thứ ba là mâm vàng đen nhám biển 38, đều đồng giá là 22 triệu đồng một xe nha anh chị em. Tiếp đến mình Bosit 125 đời 2018 mắc hí nha. Biển số 1 39 triệu đồng. 39 triệu, 150. Tiếp theo là 75 77 này là mình bán cho anh em mình với giá là 28 triệu 500 và 93 Bình Phước là 28 triệu 500 nha anh em có chị à. Khó bếp ga là biển 47 con màu xanh 32 triệu đồng. Và em bên này là biển số 70 Tây Ninh, khó bếp ga 2016 32 triệu 500 000 đồng. Và em bên này là 77 Bình Định luôn nè. Mình bán cho anh em mình với giá là 29 triệu 500 000 đồng nha anh em. Xe thì bao đẹp nha, không có gì phải tả hết. Và đây là một con AB biển 69 Cà Mau. Con này là 125. Em bán cho anh em mình với giá là 21 triệu đồng nha anh em. Không có gì phải tệ hết nha. Đó, quá đẹp. Cặp Grander này thì em bán cho anh em mình với giá là, con bên đây là 20 triệu 500 nghìn đồng. Biển số là 38 hai tỉnh anh em. Hồ sơ thì phí 1 triệu rưỡi nha. Bên đây là biển 93 Bình Phước. Em bán cho anh em với giá 17 triệu 900 nha anh em. Phối chìa cuối 2015 đầu 2016. Okay, AB màu đen. Con này thì em bán 25 triệu 500, đen nhám, biển số 95 Hậu Giang, 49849 nè. Clip hả? Con này clip thì biển số là 64 26 triệu đồng 2019. Rồi dàn nút. Biển 66 Đồng Tháp nè anh em. Con này em bán cho anh em mình với giá là 20 triệu 300 000 đồng. 20 triệu 300 màu đen. 18 triệu 500 vào xanh đen. Khối bếp ga 2019, biển số 76. Bên này là 95 Hậu Giang, 19 triệu đồng, màu hồng. Ok. Và con 38 màu ngọc trai em bán cho anh em với giá là 22 triệu 500, đời 2022. Và bên trong cùng là con 81 Gia Lai em bán cho anh em mình với giá là 20 triệu đồng, đời 2020. Nghe em ơi, có em ơi, anh có gì chút mình gọi lại em ơi, em đang bận rồi. Rồi, AB. Tiếp đến con AB đen nhám này á, đời 2015, đúng đen nhám nha anh em. 21 triệu 500 nghìn đồng nè, biển 60 Đồng Nai.
biển 70 Tây Ninh. Biển 70 Tây Ninh là đời 2014, 21 triệu nha anh em. 33171 nè. Đó. Con này thì nó khá đẹp trong cái dàn AB đời 2014 nha anh em. Biển 70 Tây Ninh 22 triệu đồng, 17.000 cây như xe mới. 48 Đắk Nông. Con này thì mình bán với giá là 25 triệu đồng nha anh em. Nói chung là bên em là bán máy móc bảo hành cho anh em mình 1 năm. Có thu mua trao đổi, anh chị em mình chỉ có cọc cho cửa hàng tầm 2 triệu đồng. Bên em xuất xe giờ gần nơi mình ở nhất, thì bên anh chị mình ra nhận xe và trả số tiền còn lại cho em nha. Con này thì biển 70 Tây Ninh nè, khối bếp ga nè, cuối 2018 nè. Em bán cho anh em với giá là 28 triệu đồng. Con này thì 22 triệu đồng anh em, biển 20 nè. Đó, thay nghiêng, anh em nào muốn rút hồ sơ thì thêm phí, 2 chìa khóa này đủ hết. Con này 93 Bình Phước, 28 triệu 500. Và em bên này thì biển 93 Bình Phước đời 2019, 29 triệu đồng. Em này 28 triệu 500 nè anh em ơi, biển 93 Bình Phước. Và con bên trong con AB mẫu mới nhất, biển 37 Nghệ An, 33 triệu đồng. Okay. Đó. Giờ mình ra qua bên đây mình báo cho anh em mình một mớ sớ xe nữa luôn. Con này thì con AB 2022 nha anh em. Biển 83 Sóc Trăng 50296. Có 1.000 cây thôi, không cắt xe mới. 35.900.000 đồng nha anh em. Đó, bên này là một con Ly 2022 biển 66 Đồng Tháp, đen nhám, đúng rồi, đát 2022 luôn. 35.500. Con này thì 5.000 ba cây. Đời 2021, em bán cho anh em mình với giá là 15 triệu đồng. Đó, được tặng nhớt và tặng bảo hiểm luôn nha anh em. Cặp ven phe này đồng giá là cũng 15 triệu đồng luôn, 2021 hết. Tại bên em là chuyên đề cao và xe lướt nha anh chị em. Đó, anh em nào thấy con nào hợp lợi thì mình ủng hộ cửa hàng, mà chưa thì có thể là mình từ từ mà theo dõi tiếp nha anh em. Đó, biển số 61 và biển số 17 Thái Bình. Bên đây là một con 93 Bình Phước nè, 17.500, em sẽ giảm 1 triệu riêng con này thì còn 16.500. Đời 2016. Rồi. 2014 biển 36 nè. Mình bán cho anh em với giá là 13 triệu đồng. Và còn một con màu trắng 2014 luôn, đang bỏ trên kho cũng đẹp lắm. Anh em nào mua thì bán cho anh em với giá 12.500. Jupiter nè, bán cho anh em với giá là 15.500 nè, 2018. AB 2016 biển 60 Đồng Nai 22 triệu đồng. Và AB đen nhám trong cùng là biển 66 Đồng Tháp đời 2018 khối bếp ga 26.900. Rider Sanker đời 2016 biển 76 Thanh Hóa, lộn, 76 Quảng Ngãi. Con này em bán cho anh em mình với giá là 19.500.000 đồng nha anh em. Xe rất là mới luôn. Wilson. Wilson, con này là hồ sơ cầm tay 25 triệu đồng, 6.000 cây. 94 Bạc Liêu, em bán cho anh em mình với giá con này là 24.500, cuối 2019 khối bếp ga. Tiếp tục là Ed, con này là hồ sơ cầm tay 32 triệu nha anh em. Đó, 2021 2.000 cây như xe mới luôn. Được. Con này biển số là 86, chờ xíu, 86 Bình Thuận anh em, 2021 ngay chủ cái giấy. Con này lên kho ga, bán cho anh em với giá là 31.500. Còn con này mời kinh em đang đứng chính chủ nè. Đó, biệt 78 Phú Yên luôn, 36 triệu đồng nha anh em, 2023 mời kinh 1.000 cây. Đó, còn bên em Vision rất là nhiều nè, 37 nè, 245 cũng có nè, đời 2019 nha anh em. Vision thấp nhất là từ nhiêu tới nhiêu? Thấp nhất là 20.500, đời 2018 có chia. Đó, cao nhất là 24.500. Đó, anh em mình tham khảo lựa chọn cho con nào thì mình báo giá luôn cho anh em mình biển số luôn nha. Đó, ngồi này thì có con quen pha nè, cho anh em mình nè. Bữa anh em nào hỏi rẻ rẻ thì không có đây. Con quen pha giá rẻ 12.200.000 đồng cho anh em mình luôn. Biển 66 Đồng Tháp nha anh em, 12.200 nè, anh em nào hỏi quay rẻ thì đây. Tại mấy con kia là đời cao, máy móc như nơi bảo hành 1 năm hết nha. Đó, 12.200.000 đồng. Tàn nhớt, mũ bảo hiểm đầy đủ luôn, có đi đèn đèn led rất là đẹp. Đó, anh em nào tham khảo thì mình lầm luôn. Đâu biết. Đâu biết đây giờ đi giao cho khách á. Giao hả, bán hả. Rồi ok, đó là toàn bộ cái lô xe mà hiện có còn tại cửa hàng. Thì anh chị và bạn nào mua thì mình cứ chịu khó mà theo dõi đâu. Lô này cũng có thì có lô khác. Thì mọi người xem thì có gì mình liên hệ qua số thoại là 0901010405 ha. Địa chỉ là 510 Nguyễn Tri Phương, phường An Bình, Dị An, thành phố Dị An, Bình Dương ha. Cảm ơn anh chị và bạn đã xem clip ha. Mọi người xem thì nhớ like cho chị. Xin chào anh chị em nha.